Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc ạ. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng, và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849 490 188 ạ, hoặc 0396 164 604. Hiện tại đang là buổi tối của ngày 5 tháng 8 năm 2024 ạ. Thì tối nay bên cơ sở lan rừng em có cập bến ngập nhà luôn những dòng hàng lan đẹp đáng sưu tầm để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn nhé. Và bên cơ sở lan rừng em có ship hàng toàn quốc ạ. Khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho người phát hàng. Xem báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện nhắn tin theo số điện thoại bên em vừa cung cấp ạ. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Hôm nay thì rất nhiều những mặt hàng kg và nhiều những dòng hàng lan thuần đẹp với cái giá siêu rẻ luôn nhé, để cô chú anh chị có thể sưu tầm sở hữu những cây lan thực sự rất là tuyệt vời cho sân vườn của nhà mình luôn ạ. Sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cây lan kiều vuông cánh trắng ạ. Cái dòng kiều vuông cánh trắng hàng cực kỳ là đẹp luôn cô chú anh chị. Những cái hàng với những cái rề giả hành thân to mập nú và cắt tỉa rất là sạch, cắt tỉa rất là kỹ càng luôn rồi ạ. Từng thân có thể cho hoa luôn vào cái thời điểm Tết cũng như xuân tới. Em đang để giá có 210.000 trong 1 kg thôi nhé cô chú anh chị nhé. Sang ngày đây sẽ là cái dòng hoàng thảo vẩy rồng. Cái lượng hàng không có nhiều cô chú anh chị ạ. Hàng tuyển chọn là những cái rề rất là đẹp luôn. Rề nào rề đấy thân rất là to mập khỏe nhá. Hoàng thảo vẩy rồng em đang bán với giá chỉ 130 trong 1 kg ạ. Sang ngày đây sẽ là cái dòng giáng hương tam bảo sắc này cô chú anh chị này. Những cái bó tam bảo sắc hàng lá xếp rất là tuyệt vời mà cái vùng miền em đang có ở đây. Cô chú anh chị thấy là từng cái rề một, từng cái bó một thì những cái quả rất là nhiều như này. Đây là cái hàng tuyển chọn là những cái cây lá xếp rất là đẹp nhé. 1 kg với giá chỉ 160 trong 1 kg ạ. Giáng hương tam bảo sắc là trong những dòng giáng hương có lẽ phải nói rằng dễ thuần, dễ chấp chăm nhất, mà hoa thì vô cùng là thơm. Thơm cực kỳ là thơm trong tất cả những dòng giáng hương luôn cô chú anh chị, có 160 1 kg thôi. Một mùa hoa mà không được thưởng thức mùi hương tam bảo sắc có lẽ mà là một cái điều rất là đáng tiếc cho một mùa hoa luôn đấy ạ. Và sang mè đây là những cây giáng hương đuôi chồn này cô chú anh chị, thấy là hàng là xếp đuôi chồn cực kỳ là xinh, và hàng đuôi chồn hôm nay thì em xin phép được bán giảm siêu sâu luôn nhé cô chú anh chị. Bình thường em đang bán là 160, hôm nay em để luôn với giá chỉ có 150 1 kg ạ. À đâu, hôm trước em đang để là 170 thì hàng hôm nay về em xin phép để được giá là 150 1 kg thôi. Lượng hàng không có nhiều cô chú anh chị, về ghép vào chậu hay lên trụ hay sưu tầm đều rất là tuyệt vời. Hoặc cô chú anh chị mình có thể chọn theo hình ở đây cho em bán từ 0,3 kg với giá 150 thôi cô chú anh chị, dưới giá sỉ luôn đấy ạ. Và sang bên này là cái hình số 1 này, cô chú anh chị có thể mua theo hình này. Hình số 1 này, lô này lên đến 9 cây và nó rơi vào 0,3 đấy ạ cô chú anh chị. Thì ở đây em đang xin phép bán cái chỗ này 9 cây nhá, 9 cây. Em bán cái lô này với giá chỉ 50.000 thôi. 50.000 nó cũng phần một phần chồn rất nhiều như vậy. Tiếp theo sẽ là hình số 2. Hình số 2 này 7 cây này. 7 cây này em bán với giá là 80.000 này. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 3 này. Hình số 3 này cũng là 5 cây. 5 cây này em bán với giá là 70.000 ạ. 5 cây là 70.000 nhé cô chú anh chị nhé. Và bên này đây sẽ là cái dòng lan hài Henry cô chú anh chị ạ. Dòng lan hài Henry, một trong những dòng lan hài mà thời điểm bây giờ là đang mùa nụ mùa hoa, là cái mùa ghép đẹp nhất trong năm. Mùa bây giờ cô chú anh chị mang về ghép để đến mùa sau là cô chú anh chị sẽ được thưởng thức những bông hoa trọn vẹn. Hiện tại thì đang có một số cây có nụ cô chú anh chị ạ. Tuy nhiên thì cái hàng nụ mà khi mà mình mang về ghép ấy, nụ thì nó cũng sẽ có ảnh hưởng rất là nhiều khi mà vận chuyển từ rừng về, nên là thường là sẽ không chơi hoa được cô chú anh chị ạ. Thì mình sẽ chỉ là làm cây giống thôi. Sang năm cô chú anh chị sẽ được thưởng thức mùa hoa tuyệt vời. Đây là cái mặt bông, một cái mặt bông đang nở ở cái đây là cái cây lan mà em cũng vừa ghép được cách đây vài tháng thôi. Đó thì hiện tại thì cây đang cho hoa, thuần đã thuần rất là ổn định trong chậu rất là đẹp như này rồi. Chắc là có lẽ là cũng tầm mùa trước đấy cô chú anh chị. Cô chú anh chị có thể cùng em ngắm vẻ rất là xinh đẹp của cái bông lan hài Henry này. Độ bền nó phải tầm rơi vào 2 tháng. Cánh hoa mang hình dáng chiếc hài màu tím hồng rất là xinh đẹp như thế này đấy ạ. Đó, thì 1 kg nhé. Em đang bán 1 kg của dòng lan hài Henry. Henry ạ, những cái bông hoa lan hài cực kỳ là yêu như thế này này cô chú anh chị. Với giá chỉ có 130 cho 1 kg thôi ạ. 130 1 kg rất là dễ thuần, dễ chăm. Em bán ngay từ 0,3 kg. 0,3 cô chú anh chị có thể làm được khoảng tầm ít nhất là 3 chậu nhé. Ít nhất là 3 chậu. Hoặc nếu mà cô chú anh chị không đủ tự tin thì cô chú anh chị có thể lấy cho em những cái chậu này. Em đang bán đồng giá một chậu sẽ là 100.000. Và tất cả những cái chậu này thì đều đang có ít nhất là từ 2 nụ trở lên nhé cô chú anh chị. Ít nhất là từ 2 nụ trở lên. Đây 100.000 này, trời ơi đẹp.
Đẹp dã man luôn. Cái chậu này em đang thấy là có bao nhiêu nụ nhỉ? 2 này, 4 nụ nhá. Hiện tại em đang thấy chậu này 4 nụ. Xin phép em bán với giá chậu này là 120.000 đi cô chú anh chị. 4 nụ luôn đấy ạ. À, và cái chậu tiếp theo chậu này lên đến 3 nụ này. Cái chậu này 3 nụ này. Chậu này bán là 101 nhá. 3 nụ 101. Và chậu tiếp theo sẽ là chậu số 6 ạ. Chậu số 6 này, chậu này 1 nụ thôi. Chậu này em bán với giá là 90.000 này. Đấy, bán theo nụ như vậy đi. Và sang hình số 7 này. Hình số 7 này thì em đang có một cái chậu cực kỳ là sum suê. Rất là sum suê luôn, tươi rói luôn. Và một cây này đang nở hoa. À, không biết là nó sẽ còn có những cái nụ nào không hay không thì em chưa nhìn thấy cô chú ý chị ạ. Thì cái chậu này xin phép em bán là 100.000 đây. Và chậu tiếp theo là chậu số 8 này. Cái chậu số 8 này hiện tại thì em đang thấy là có hai nụ nha. Một nụ này bị gãy mất này. Một nụ này bị gãy mất. Cây cũng rất là đẹp. Cái chậu này đang có một nụ như thế này. Hiện tại em đang thấy là một nụ như vậy. Cái chậu này em bán là 100.000 nhá. Đấy, hai handy đấy ạ. Cô chú anh chị cùng em một lần nữa ngắm lại cái mặt hoa rất là xinh đẹp tuyệt vời của dòng lan hài Henry. Và bên này đây sẽ là cây lan hài Helen nhé cô chú anh chị. Dòng lan hài Helen là một trong những cây lan hài mà có bông hoa màu vàng cực kỳ là xinh đẹp luôn. Mệnh danh là nàng công chúa tóc vàng. Size bông vô cùng luôn ý, những chậu lan hài Henry ạ. Thì ở đây em đang có hình này hình 14 này cô chú anh chị. Rất là nhiều, cũng rất là nhiều nụ luôn đấy ạ. Cái chậu này em ba xin phép được bán là 160 nhé. Hiện tại thì đang bắt đầu là mèo nhỏ như vậy thôi, mèo thấp thôi. Và bên này là một cái chậu 15. Chậu này thì rất là nhiều cây, chậu này em rất là sum suê luôn. Cái chậu này chắc phải tầm ít nhất là 6 nụ trở lên. Chậu 15 này em bán 180 này. Chậu số 16 em bán 140 ạ. Và hai mốc hồng. Hai mốc hồng ở chậu này thân tím lịm rất là đẹp luôn. Chậu này em bán 60.000 thôi. Chậu số 10 em bán là với giá là 100 à cũng 60.000 đi. Và chậu hài hồng thì hiện tại hôm nay em đang có hai chậu thôi cô chú anh chị nhá. Một trong những dòng hoa nở vào thời điểm Tết, từng cây một trong hoa luôn. Lẻ người ta đã bán hàng rời là 45.000 một cây không rơi rồi. Thì ở đây em đang bán siêu rẻ luôn. Chậu 13, 3 cây luôn ạ. Chậu này thì đến mùa hoa chắc chắn rất là tuyệt vời. Em bán có 110 thôi, chậu này 3 cây nhá. Và chậu bên này là chậu 12, chậu này cũng 3 cây này. Em bán chậu này với giá chỉ có 90.000 thôi, 3 cây nó nhỏ hơn ạ. Dạ, sang bên này đây thì em đang có hai cái rể kiều vuông cánh trắng cực đẹp. Hình số 19. Mối rể rất là đẹp như này em đang bán là 110.000. Một được cô chú anh chị được một giò rất là to ú ụ luôn nhé. Thì tiếp theo sẽ là hình số 17 đây. Số 17 đây, một cái rể siêu to khổng lồ luôn. Cái rể này em bán là 250. À, thân to dài đến khoảng tầm 50 cm. Cái rể này thì ra hoa thì đỉnh thôi rồi ạ. Siêu phẩm thôi rồi ạ. Sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là một cái lô địa lan. Hôm nay vừa cập bến, hàng chậu cực kỳ là to khổng lồ. Chậu rất là to luôn cô chú anh chị nhé. Mà đặc biệt là cái cây địa lan này thì hoa rất là thơm. Cây địa lan này rất là thơm luôn cô chú anh chị ạ. Hiện tại thì đang có, phải nói là hương thơm quá là xuất sắc. Cái hương thơm rất là tuyệt vời luôn ý ạ. Dòng địa lan thì em thấy là nhiều loại cây nó có thơm, có hương thơm. Nhưng mà riêng cây này thì có mùi hương thơm, phải nói là cái mùi hương thơm cực kỳ là đặc biệt luôn. Cái cây này, vũ nữ này, cái cây địa lan này có cái tên gọi đó là vũ nữ, cái địa lan tiên hương, tiên nữ Đài Bắc cô chú anh chị nhé. Tiên nữ Đài Bắc hay còn gọi là cái dòng tiên hương đấy ạ. Hoa rất là thơm, hoa rất là thơm, và cái bông hoa cũng rất là độc đáo. Cánh hoa hồng với lưỡi đỏ rất là đẹp luôn đấy cô chú anh chị. Cánh hoa hồng lưỡi đỏ rất là đẹp luôn. Và một cái chậu sum suê ít nhất 3 vòi hoa, cô chú anh chị có thể thưởng thức hoa trong vòng trên 1 tháng. Và đặc biệt hơn là những cái chậu này thì không phải, bây giờ nó chưa phải là mùa hoa chính đâu. Còn rất là nhiều thân ở đây này cô chú anh chị này. Rất là nhiều thân ở đây, chắc chắn rằng là đến Tết là cô chú anh chị sẽ có một cái lứa hoa rất là đẹp nữa. Từ những cái chậu lan này cô chú anh chị nhá. Và một cái chậu như vậy em đang để giá có 140 thôi cô chú anh chị ạ. 140 thôi, chậu cây rất là khỏe. Rất là khỏe luôn, hàng thuần sẵn trong chậu và đang có 3 vòi bông. 3 vòi bông cánh hoa phớt hồng và lưỡi đỏ. Như vậy cô chú anh chị này. Mà đặc biệt là hoa vô cùng là thơm ạ. 140 cho một cái chậu địa lan như vậy nhá. Địa lan tiên hương hay là tiên nữ Đài Bắc đấy ạ. Rất là thơm cô chú anh chị ạ. Bên này thì em đang có một cái lô hoàng thảo hoàng lạp này. Lô này em bán với giá chỉ 45.000 thôi. Về cô chú anh chị là một chậu to hình luôn ạ. Sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cái cây hoàng nhạn. Đây là dòng lan hoàng nhạn Anba hay còn gọi là dòng lan hoàng nhạn va. Cây nhạn đột biến, hoa vàng, lưỡi trắng. Đó, nhìn hoa thôi là cô chú anh chị có thể cảm nhận được cái mùi hương thơm ngọt ngào quyến rũ vô cùng của nó rồi. Những cây lan nhạn Anba rất là đẹp như thế này nhá cô chú anh chị nhá.
Thì một cái chậu nhạn này rơi vào ít nhất là từ 7 cặp lá trở lên ạ. Hàng không lỗi lá và cây hàng lá xếp đẹp tăm tắp như thế này này. Em đang để giá có 140 cho một giò thôi cô chú anh chị ạ. 140 cho một giò thôi nhé cô chú anh chị. Những cái chậu mà hàng đã thuần sẵn như thế này ạ, thì người ta bán không dưới 1 triệu luôn cô chú anh chị. Đấy, mà trong khi đó là những cái cây nhạn của em nó quá là đẹp như thế này, mà rơi từ 7 cặp lá đủ trưởng thành để mùa tới có thể cho hoa nhé. Giá chỉ có 140 một cây ạ. Rất là đáng sưu tầm như thế này. Rồi sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị cũng là những cái cây nhạn. Nhưng mà đây là cái cây nhạn Thái này cô chú anh chị này. Cây nhạn Thái rất là to luôn. Mỗi một cây rơi từ 7 cặp lá trở lên, với chiều cao của nó phải từ 20cm nhé cô chú anh chị nhé. Chiều cao 20cm và cái dòng hoa nhạn Thái này thì hoa vàng đậm đà luôn như vậy. Lưỡi tím rất là đẹp. Đó, sai bông, rất là sai bông cô chú anh chị ạ. Thì ở mỗi cây nhạn to và đẹp như thế này cô chú anh chị làm một chậu hai cây là có một tác phẩm đẹp rồi ạ. Giá là 120 cho một cây thôi. Tức là một chậu hai cây là có một tác phẩm đẹp chắc chắn, không làm cô chú anh chị mình thất vọng từ cơ thân lá đến hoa, với giá chỉ có 240.000 nhá cô chú anh chị nhá. À, nhạn thì rất là thơm rồi. Còn đây ạ, nếu mà cô chú anh chị mình mà yêu thích cái dòng nhạn rừng thì cô chú anh chị mình có thể sưu tầm những cái cây hàng nhạn chậu này này. À, thậm chí bán rẻ hơn cả cái hàng nhạn bắp nhá cô chú anh chị nhá. Thậm chí bán rẻ hơn là cả hàng nhạn bắp luôn. Cái chậu này em gọi là cái chậu 33, chậu này hai cây này, một cây lớn và một cây nhỏ. Vài chậu 33 này em xin phép được bán chậu này với giá chỉ có 130.000 thôi ạ. 130.000 thôi cho chậu nhạn 33 và chậu này là hai cây. Tính ra thì cây này rất là cao lớn như thế này và cây này thì nhỏ hơn. Và tính ra cả một cái chậu như vậy có 130 quá là rẻ đúng không ạ? Hình tiếp theo là hình 34 thì cái chậu này em chỉ có một cây thôi. Đó. Chậu này có một cây thôi và chậu này xin phép được bán với giá là 70.000 thôi này cô chú anh chị này. 70.000 thôi nhá cô chú anh chị nhá. Riêng hàng rời thì cây này chắc là 60-70.000 rồi. Và sang hình tiếp theo là hình 35, chậu này hai cây ạ. Cây này thì hàng lá ngắn, bản lá dày rất là đẹp nhá, có hai cây. Chậu này em bán với giá là 70.000 ạ. Và sang hình tiếp theo là hình 36 này. Hình 36 chậu này cũng là hai cây. Cậu này hai cây. Ôi trời ơi, cây này thì bị gãy mất một cái lá. Bị dạn mất một cái lá đây này cô chú anh chị này. Cây này cũng rất là to. Thêm một cái cây này nữa thôi, cái chậu này em sẽ bán xả đi cô chú anh chị. Em bán với giá là 60.000 thôi. Đó, chậu này em bán 60.000 bởi vì cây này lá này nó bị lỗi nhá. Sang hình tiếp theo là một cái cây tam bảo sắc. Cái tam bảo sắc hàng lá ngắn rụt thân rất là đẹp như này mà không biết nó phải là tam bảo sắc hay không nữa. Nhìn cái lá của nó rất là ngắn luôn ấy. Cây này còn bên này là một cây nhạn này. Đó, một cái chậu đôi như thế này, chậu hai cây đẹp như thế này. Em xin phép bán chậu này với giá là 80.000 này. Đấy, 80.000 thôi cô chú anh chị nhá. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình 38, chậu này thì hai cây nhạn. Gây có phần lỗi một chút xíu nhưng mà là già dòng lá mít nhá cô chú anh chị nhá. Hàng lá mít. Đó, chậu này hai cây. Chậu này hai cây em xin phép bán chậu này với giá 100.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình 39 này. 39, chậu này cũng hai cây, trong đấy có một cây bị gãy ngọn và hiện tại đang mọc lên ngọn mới đấy. Đó, cái chậu này em xin phép được bán với giá là cũng 90.000 đi, chậu này 90.000. Và chậu tiếp theo sẽ là chậu 40, chậu này hai cây ạ. Đây là hoàn toàn là nhạn rừng nhá. Đây, cái này lá mít úp thìa rất là đẹp luôn đấy cô chú anh chị. Lá ngắn cuôn củn luôn ạ, rất là đẹp ạ. Thêm cây bên này nữa. Cái chậu này hai cây này, xin phép bán với giá chậu này là 120.000 ạ. 120.000 cô chú anh chị nhá. 2 4 6 cặp lá rất là đẹp luôn. Lá ngắn xin xít luôn. Và sang hình tiếp theo sẽ là chậu 41, chậu này cũng hai cây. Nhà một cây này bị gập một chút xíu đây cô chú anh chị. Cây này bị gập nhá. Đây em báo luôn là bị gập này. Thêm một cái cây này cũng là cây lá mít đây. Đó, một cái chậu này hai cây, một cây bị gập và một cây là cây lá mít đẹp, chậu này em bán 80.000 ạ. Và sang hình tiếp theo là chậu 42. Chậu 42 chậu này cũng hai cây ạ. Hai cây này, đây, cây này cũng khá là nhiều cặp lá xinh đẹp rồi. Thêm cây bên này nữa và cái chậu này em xin phép được bán với giá là 110.000. Và tiếp theo là chậu 43, hai cây cực kỳ là đỉnh luôn ạ. Hai cây rất là đỉnh luôn như này cô chú anh chị nhá. Chậu này em xin phép bán 140.000. Đó, hai cây quá là tuyệt vời trong chậu này. Và bên này đây là một cái lô phi điệp vàng đấy ạ. Lô phi điệp vàng, một cái lô sum xuê đến cả chục thân phi điệp vàng luôn. Mùa này là mùa ghép phi điệp vàng quá tuyệt vời, bởi vì là hiện tại những cây này đang bắt đầu có mắt nụ rồi đây ạ cô chú anh chị nhìn này. Đó, và mầm gốc đang bắt đầu lên rồi nhá. Đây cô chú anh chị nhìn thấy cái dàn mầm gốc của nó chưa? Đó, cái mùa nụ mùa hoa chính là cái mùa sinh trưởng phát triển rất là tuyệt vời của cây. Cả lô này em bán với giá chỉ có 80.000 thôi. Sang bên này thì em có cây chồn trắng. Cái dòng chồn trắng đáng sưu tầm lắm luôn đấy cô chú anh chị. Cái dòng chồn này là cái kiểu dòng được cấy mô từ những cây chồn đột biến ấy ạ. Nên là hoa của nó là chuẩn như là hoa rừng nhá cô chú anh chị nhá. Chuẩn như hoa của cây chồn rừng, chứ không phải là cây chồn vớ vẩn đâu nhá cô chú anh chị. Hoa rất là thơm và đẹp, không khác gì chồn rừng cả đâu. Bởi vì nó là bản chất nó là cái cây rừng được cấy mô lên.
Và mỗi cây trồn trắng đáng sưu tầm như thế này, mỗi cây đẹp và nhiều cặp lá to như vậy, sang năm có thể cho từ 1 cho đến 2, 2 vòi bông như vậy nhá cô chú anh chị nhá. Giá một chậu như thế này chỉ có giá 150 thôi cô chú anh chị ạ. Đó, thay vì cô chú anh chị mình mua những cái chậu trồn trắng đếm theo lá tính tiền triệu, thì cô chú anh chị mình có thể sở hữu những cây trồn này, đảm bảo cô chú anh chị là xuất sắc và đáng thưởng thức. Sang bên này sẽ là những cây đai châu Thái ạ. Đây là cô chú anh chị nhìn cho em một lần nữa những cây trồn trắng đẹp xuất sắc như thế này cô chú anh chị ạ. Đây là trồn trắng Thái nhá cô chú anh chị nhá. Nó không khác gì trồn rừng, rất là đẹp luôn ạ. Và tiếp sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cây lan châu đai châu hoa trắng nhá cô chú anh chị nhá. Chuẩn màu sắc luôn, dòng châu trắng và trắng không tì vết luôn, thơm đẹp mê luôn ạ. Vì thì một cái chậu đai châu hoa trắng này, cây này thì đến mùa hoa tới chắc chắn là cho những giò hoa rất là đẹp rồi, dòng lá mít lá ngắn rất là đẹp luôn như vậy. Thì một cái cây lan châu trắng rơi tới nhất là 4 cặp lá trở lên rất là đẹp luôn nhé cô chú anh chị. Giá em xin phép bán là 100.000 cho một cây thôi ạ, những cây châu trắng ạ. Còn bên này đây sẽ là những cây châu hoa màu này cô chú anh chị. Hoa màu, màu thì nó có rất là nhiều màu luôn, ví dụ như là hồng sắc đỏ sắc pháo này, hồng cánh sen này, hay là chấm đỏ này, nói chung là rất là nhiều màu luôn cô chú anh chị ạ. Và riêng dòng châu Thái thì dễ thuần dễ chăm vô cùng luôn, những cây châu Thái hàng lá mít đó, bản lá ngắn và cây không có bị lỗi, rất là đẹp như thế này. Thì em bán là 100.000 cho một cây nhé cô chú anh chị nhé. Hàng cực kỳ là xuất sắc luôn cô chú anh chị ạ. Một cây thôi vào một chậu, cô chú anh chị để vào một chậu đúng như hoàng hậu lên ngôi luôn ạ. 100.000 cho một cái cây đai châu hàng lá mít, rất là đẹp, lá ngắn, lá dày cộp, lá mít và hàng không có lỗi lá, đẹp như thế này có 100.000 cho một cái cây đai châu này. Và bên này thì em đang có một cái phần đai châu rừng em bán thanh lý. Đây ạ, cái hình này gọi là hình 32, 37 3 cây nhá, 3 cây lá lỗi. Em bán là 70.000 và bên này là một cái chậu châu Thái. Cũng là một cặp đai châu Thái hàng cây lỗi lá này, cây này thì ít lỗi này cô chú anh chị. Cây này thì bị cắt lá này, chậu này em bán với giá là 80.000 cái chậu này lỗi lá. Tiếp sang bên này đây cô chú anh chị cùng em ngắm những cái giò giả Pháp ạ. Đẹp không ạ? Nhìn thân thôi đã đẹp rồi ạ. Ngoài chậu giả hạc Pháp đẹp mê ly như vậy và dòng hoa sẽ nở đúng vào thời điểm Tết luôn, hơn chục thân, thân dài to mập khỏe. Đó, đến mùa hoa sẽ là một cái tác phẩm tuyệt vời đến Tết tới, xuân cũng như Tết tới này đến là sẽ có một cái giò hoa rất là xuất sắc luôn cô chú anh chị mình thưởng thức ạ. Và một cái giò đẹp mộng mơ như vậy em đang để giá có 130.000 cho một giò thôi. Và bên này thì em còn có thêm cả những cái hàng bảng nữa ạ. Đây ạ. Hàng bảng thì nó phần ngắn hơn một chút xíu và cũng khoảng tầm cả chục thân trong một giò nhé cô chú anh chị. Thì hàng này em để giá có 110.000 thôi ạ. Tiếp sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cây hạc vĩ thiên cung lự bố. Hàng thì bọn em những từng cây một cô chú anh chị thấy là thân lá, ngay thân lá của nó cũng khác nhau rồi đúng không ạ? Đây ạ. Như cái bảng giả Pháp này hai loại khác nhau nhưng mà hai cái bảng kiểu khác nhau nhưng mà là cùng cái kiểu thân như nhau đúng không ạ? Còn bên này đây sẽ là thiên cung lự bố, hàng bên em bảo hành chuẩn mặt hoa nhé. Cánh hoa của nó sẽ đậm đậm đà rất là tươi sáng, cái môi to và cánh hoa hồng cực kỳ là đẹp như vậy đấy ạ. Thì một cái giò hạc vĩ thiên cung lự bố này em đang để giá là 120.000 cho một giò cô chú anh chị ạ. Trước đây thì mua theo thân ấy, vài năm trước ấy, mua theo thân là mỗi một thân như thế này là hơn 100.000 rồi. Còn bây giờ là cái một giò rất là đẹp như thế này chỉ có 120.000 thôi ạ. Sang bên này đây sẽ là cái dòng lan giả hạc hoa hồng đỏ nhá chú anh chị nhá. Giả hạc hoa hồng đỏ phải nói là một trong những dòng lan cực kỳ là đẹp luôn. Với cái bông hoa của nó là mang hình dáng sắc hoa hồng đỏ. Thì hôm nay em sẽ để mỗi một chậu lan giả hoa hồng đỏ khoảng tầm cả chục thân như vậy đấy ạ. Xin phép em bán là 120.000 cho một cái giò giả hoa hồng đỏ nhé cô chú anh chị nhé. Đây, mặt hoa rất là tươi sáng như thế này và rất là thơm nữa. Mỗi một cái kiểu lan nó có một cái nét độc đáo riêng và từng loại một là bọn em bảo hành chuẩn hoa nhé cô chú anh chị nhé. Sang bên này là trầm cổ hay còn gọi là trầm than củi, một cái dòng lan cánh hoa to khổng lồ, bông hoa to khổng lồ và cánh hoa sáp bóng tím đậm đà luôn ạ. Thì em có hai cái chậu trầm cổ như thế này, chậu này gọi là chậu số 44 này, 110.000 thôi, trước đây em đang bán là 130 nhé. Tại em để giá còn hai chậu duy nhất với giá 110.000 đây, chậu này cũng 110 là chậu 45. Và sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là dòng lan. Đây là những cái cây lan. Đây. Trầm rồng đỏ cô chú anh chị ạ. Trầm rồng đỏ cô chú anh chị nào mà chơi lan lâu thì có lẽ là đã từng mua một thân trầm rồng đỏ như thế này giá đến 200 hơn lên đến 300 hoặc 300.000 đúng không ạ? Còn bây giờ là một cái chậu giả trầm rồng đỏ như thế này nhá. Sai bông từ gốc đến ngọn luôn. Hoa của nó không khác gì trầm rừng đâu cô chú anh chị ạ. Bông cánh hoa bầu tròn. Rất là phù hợp để mà thưởng thức trong những ngày Tết đến xuân về ấy cô chú anh chị. Đây ạ.
cánh hoa bầu tròn và sắc hoa đỏ thắm rất là đẹp như vậy nhá. Thì một cái chậu lan giả, cái chậm rồng đỏ ạ, thân to đùng ú như thế này, sum xuê như này, chậu em đang bán có 110.000 thôi ạ. Đây chỉ có hai thân thôi mà đến khi mùa hoa đã rất là đẹp rồi nhá cô chú anh chị. Chậm rồng đỏ đây, hai thân thôi mà rất là đẹp rồi, size bông từ gốc đến ngọn luôn. Và sang bên này thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cái cây giả hạc hao oai ạ, siêu đẹp luôn đấy cô chú anh chị. Chậu đến cả chục thân, 8 cho đến cả chục thân, sum xuê vô cùng như vậy. Giá chỉ có 120 thôi cô chú anh chị. Thực sự nó quá rẻ so với cái vẻ đẹp thẩm mỹ mà nó mang lại cho mình luôn đấy ạ. Rất là đẹp luôn. Còn sang bên này đây là hoàng thảo chuỗi ngọc này. Cô chú anh chị tìm đâu được những chậu chuỗi ngọc đẹp như thế này ạ? Cô chú anh chị mua cả cân về, cả cân về 180-200 nghìn, chưa chắc cô chú anh chị đã ghép được mấy chậu hoàng thảo chuỗi ngọc đẹp như thế này đâu cô chú anh chị nhá. Giả hành căng mướt và thân rất là to dài và mập luôn. Đó, ngắm thân thôi cũng đủ mê cô chú anh chị ạ. 10 chậu hoàng thảo chuỗi ngọc như thế này em bán là 160 nhá cô chú anh chị, lên đến cả 8 cho đến cả chục thân trong một giò luôn, tơ tít như thế này luôn mà chậu thì thân rất là to và mập luôn cô chú anh chị. Ngắm thân thôi đã đủ mê rồi, đến khi nở hoa nữa phải nói là đây là một sự kết hợp hoàn hảo giữa sắc đẹp của bông hoa và thân lá, thân thắt đốt sáng bóng như những cái hạt ngọc luôn. Đó, đến mùa hoa cũng rất là thơm và bền, đó là dòng lan hoàng thảo chuỗi ngọc này. Còn sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là cái dòng lan em đang xả hàng, cái cây kiều lộc bắc ạ. Những cái chậu kiều lộc bắc em đang xả hàng nhé cô chú anh chị nhé, 120 trong một giò kiều lộc bắc thôi, 120 một giò nhé cô chú anh chị nhé, dưới giá nhập luôn ạ. Trước đây giá một chậu kiều lộc bắc lên đến trên 300.000, còn bây giờ 120 một giò kiều lộc bắc cô chú anh chị ạ. Cũng là dòng kiều thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những chậu lan kiều tím yên tử ạ, chậu từ 5 thân trở lên nhé cô chú anh chị. Hoa đã sổ tại vườn, một trong những dòng kiều gọi là đẹp và giá trị nhất trong tất cả những mặt bông của dòng kiều tím ạ. Đây ạ, rất là đẹp luôn, những cây kiều tím yên tử nhìn cái thân thôi cô chú anh chị đã thấy giống đến 7-8 phần rồi đúng không ạ? Và một cái chậu lan kiều tím yên tử như vậy ạ, em xin phép được bán là 140.000 với giá là 140.000 cho một giò nhé cô chú anh chị nhé. Nhiều nơi khác những chậu như thế này người ta không bán dưới 180 đâu cô chú anh chị ạ. Và bên này đây sẽ là những giò sơn thủy tiên sum xuê luôn, sách nhặng chịu tay luôn cô chú anh chị ạ. Nhiều giả hành cực kỳ là đẹp như thế này. Đó, cái hàng sơn thủy tiên này bây cô chú anh chị thấy là mặt hàng cân không có bán luôn đúng không ạ? Giá lẻ, giá xỉ lên đến cả 200.000 1 kg, không có hàng luôn cô chú anh chị. Còn ở đây là những cái chậu nặng chịu tay như thế này, 1 kg sơn thủy tiên đang bán với giá chỉ có 150 một giò. Về cô chú anh chị không cần phải làm gì đâu ạ. Cái giò lan như thế này đến khi nở hoa thì quá là mê cô chú anh chị ạ, sơn thủy tiên. Nhá, giả hành rất là đẹp, xanh tươi và chậu nào chậu đấy sum xuê trong cả một cái chậu đầy ủ như thế này với giá chỉ có 150 cho một giò. Sang bên này là những cái chậu lan, bên này sẽ là những cái cây lan địa lan quân tử ạ, em bán là 70.000 cho một cây, đủ lớn đủ trưởng thành để đến mùa hoa có thể cho những bông hoa đẹp nhất, và là cũng là một cái cây lan thanh lọc không khí tuyệt vời nhé các chú chị nhé. Thanh lọc không khí rất là tuyệt vời, thể giúp mình loại bỏ những chất khí độc hại trong không khí cũng như là loại bỏ ngay cả những tia sóng từ điện thoại tivi luôn. Đó là cái địa lan quân tử ạ. Và cũng là một cái cây lan mà có thể thanh lọc không khí, đó là cây lan vũ nữ thẻ bài ấy cô chú anh chị. Cây này đảm bảo cô chú anh chị là cực kỳ là trâu bò luôn, hoa thì siêu bền. Cây này thì về cô chú anh chị có thể tách được ra làm cho em khoảng tầm 3 chậu. Vũ nữ thẻ bài em bán chậu này với giá 60.000 ạ. Sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những hình dáng hương đuôi cáo. Hàng mà nhà em đang trồng thuần sẵn rồi, về cô chú anh chị chỉ việc treo lên chờ chơi hoa thôi nhé cô chú anh chị nhé. Hàng nhà em tự trồng nên đảm bảo rằng là không qua tay, nên cô chú anh chị yên tâm rằng cực kỳ là rẻ này. Cô chú anh chị có thể mua cho em tự ghép một cái phần cáo hình này 9 cây. Cô chú anh chị ạ, 9 cây cáo này thì em bán với giá 90.000 luôn cô chú anh chị nhé. 90.000 luôn ạ, yên tâm đi, được ghép một giò to đùng luôn. Và cái hình bên này sẽ là hình 21 ạ. Một cái giò cáo 3 cây hàng lá xếp mà không hề bỏ lá chân luôn cô chú anh chị. Đó, hàng lá xếp thẳng tắp luôn này cô chú anh chị này, không hề bỏ lá chân luôn, cực kỳ là mướt như vậy. Chậu này xin phép bán là 160.000 nhá cô chú anh chị nhá. 160.000 ạ. Nếu mà cái hàng như thế này mà người ta mua qua tay không phải tự ghép, hoặc là kể cả nhà tự ghép đi chắc là không dưới 200.000 đâu cô chú anh chị. 160 cho một giò này. Đây là chậu 21 3 cây. Chậu này chậu 22 cũng là một chậu 3 cây này, cũng là hàng xếp thẳng tắp như thế này này. Đó, cây này lá ngắn rụt rịt luôn này. Đó, chậu này 3 cây này, chậu này xin phép bán là 150 nhá cô chú anh chị nhá. 150 cho chậu 22. Chậu tiếp theo chậu 23 cũng toàn những cây xếp thôi mà lên đến cả chục cây luôn ấy cô chú anh chị.
cô chú anh chị về cái chậu này đến mùa hoa, cô chú anh chị về chăm sóc một chút đến mùa hoa sau tới này là quá là đẹp ạ. Này, hàng lên rất là ổn định và rất là đẹp như thế này. Chậu này em bán là 190.000 cô chú anh chị nhá. Quá là nhiều cây luôn đấy cô chú anh chị. Còn đến cả chục cây luôn ạ. Quá là rẻ luôn cô chú anh chị. Ghép sum xuê đầy hết cả chậu như này. Và sang hình tiếp theo là chậu 24. Chậu này cũng vậy cô chú anh chị. Chậu này cũng rất là nhiều cây mà toàn những cây cáo xếp nhỏ thẳng tắp đua thôi cô chú anh chị. Cây này về cô chú anh chị mình có thể tách ra làm thêm một chậu nữa cũng được ạ. Tại vì nhiều cây lắm luôn. Cái chậu này em bán là 190 nhá. Bên này đây sẽ là những chậu điệp tím Cao Bằng đây cô chú anh chị. Điệp tím Cao Bằng, một trong những cái mặt hoa mà trước đây siêu hot luôn. Đó, bây giờ em giới thiệu đến cô chú anh chị. Đây là một cây thân tím ngắt như thế này, đến mùa hoa chắc là tím đẹp vô cùng luôn này. Cô chú anh chị này. Hoa của Cao Bằng bao giờ cũng là môi tiết cánh hoa sáp bóng nhựa rất là đẹp ạ. Cái chậu số 25, chậu điệp tím này, thân tím lịm và nù. Đẹp, rất là đẹp luôn. Cái chậu này xin phép là bán là 110.000 nhé cô chú anh chị nhé. Chậu 25. Chậu tiếp theo là chậu 26 đây ạ. Chậu 26 đây cô chú anh chị. Trời ơi mướt kỳ luôn ạ. Chậu này em bán với giá là 120.000 nhé. Điệp tím Cao Bằng ạ. Siêu đẹp luôn cô chú anh chị, 120. Và chậu tiếp theo sẽ là chậu số 27. Chậu số 27 đây. Chậu này cũng là chậu thân tím và có 4 mầm tơ cực đẹp luôn. Chậu này em bán là 120.000. Và chậu tiếp theo sẽ là chậu số 28. Là thân hàng lá mít nhé cô chú anh chị nhé. Chậu này là một cái chậu cây lá mít ạ. Và cái thân nù lá mít nhé cô chú anh chị. Đây này. Lá mít, lá nhựa luôn ạ. Đây ạ, cô chú anh chị nhìn cho em cái thân này. Đó, mập rụt như thế này. Đấy là em chẳng cho phân gì hết nhé cô chú anh chị nhé. Bỏ hoang luôn đấy ạ. Chậu mít này, mít nù này xin phép bán với giá 110.000 cho chậu 28 ạ. Chậu 29 này em bán với giá chỉ 60.000 thôi. Đó, 60.000 thôi cho chậu này nhá. Và bên này sẽ là Dendro Zaza này cô chú anh chị. Dòng cho hoa quanh năm luôn ấy ạ. Những cái cây lan Dendro này thì có ưu điểm lợi thế đó là cho hoa quanh năm luôn. Hàng này thì để trong cái chậu như thế này nên là về cô chú anh chị chỉ cần sang một cái chậu to của nhà cô chú anh chị ấy, cho thêm phân nữa là quá là đẹp ạ. 45.000 cho một chậu Dendro Zaza này thôi, đủ màu sắc luôn, từ tím đậm đến tím nhạt, từ sắc hồng luôn trong một chậu như vậy nhá. 60.000 cho một giò. Ở một cái bảng hoàng thảo vôi cô chú anh chị ạ, một cái bảng hoàng thảo vôi em bán xả hàng, bảng này với giá là 100.000 cho bảng hoàng thảo vôi này nhá, xả hàng đấy ạ. Và bên này là Dendro chớp bịp này. Dendro chớp bịp ạ. Chớp bịp đây cô chú anh chị, một cái giò chớp bịp nhiều thân như thế này, hoa chớp bịp là siêu bền luôn đúng không ạ? Em bán với giá là 150.000 cho một giò Dendro chớp bịp. Bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là cái món chè. Cô chú anh chị nhìn cho em cây đai châu siêu đẹp luôn cô chú anh chị. Bên này là chè này, đây là chè dây ạ. Chè dây xin phép bán với giá là bao nhiêu nhỉ? 100.000 một kg và 50.000 nửa kg một túi, rất là nhiều. Mà chè dây thì mang rất là nhiều công dụng tuyệt vời nhé cô chú anh chị. Chè này thì rất là đảm bảo chất lượng, bởi vì là chè tự tay nhà em sao, từ chọn nguyên liệu cho đến việc sao và phơi nhé cô chú anh chị nhé. Bên này thì rất nhiều những chế phẩm chơi dành cho hoa lan này. Vỏ thông đủ size 1, 2, 3, 4 vỏ thông vụn đồng giá 20 cho kg. Rêu rừng 50.000 cho 1 kg. Cô chú anh chị rất là ít nơi mà bán cái rêu nó sạch và nó khô đẹp như thế này nhé cô chú anh chị nhé. Cũng là rêu nhưng mà em đảm bảo cô chú anh chị rằng rêu bên em cực kỳ là sạch đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Bên này thì em có dớn vụn 4.000 một kg, dớn bảng là với giá là kích cỡ 13-30 ạ, 15.000 một bảng. Duy xanh 50.000, duy đỏ 60.000 ạ. Hùng nguyễn 25.000 cho một lọ, 5.000 cho một cặp. Atonic 12.000 cho một gói. Super thai hóc môn tăng trưởng 5.000 cho một lọ. Dưỡng chất AB 85.000 một lọ. B1 thái 40.000 cho một lọ. B12 giải độc cho cây 30.000. Liền da Mỹ Tiến 40.000, liền da sẹo đen 55.000. Siêu da dễ N3M 30.000 một lọ. 3 loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000, 3 loại phân bón lá đồng giá 35.000. Đặc trị côn trùng 70.000 ạ. 3 loại phân và kim kim mun đặc trị thối nhũn 25.000 một gói. Tiso đề ma phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 một túi và dây buộc lan chiều dài 100m do cắt kèm theo tiện dụng 35.000 một cuộn. Phân chùn quế nguyên chất dòng cao cấp đã qua xử lý, cái dòng cao cấp rồi có chứng chạm. Một cái loại phân bón mà chúng chị yên tâm bón, kể cả trộn với cả giá thể hay là ngay cả dùng cái này trộn với cái giá thể thì cô chú anh chị yên tâm là không bao giờ bị đen đầu rễ, mà cung cấp giá trị dinh dưỡng tuyệt vời. Một túi như vậy với giá là 35.000 một kg thôi nhá. Bên này là phân dê đã qua xử lý ạ, em bán với giá 18.000 một kg. Em vẫn có tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng, 100% chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng, có dạng treo, dạng lan, dạng nhỏ giọt ạ, với giá là
40.000 một lọ nhé. Rồi em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị những cái mặt hàng hôm nay bên em đang có ạ. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi ạ. Cô chú anh chị có thể cùng em xem lại một lần nữa những cái mặt hàng mà hôm nay bên em có đây. Có lô nhạn rất là đẹp. Cây đai châu trắng này, VIP luôn cô chú anh chị. Hàng đai châu màu những cây lá mít này và một cái lô vũ nữ lô địa lan cực đẹp mà cây rất là khỏe, chậu to đùng ú luôn cô chú anh chị. Đang nụ hoa, mùa sẽ cho hai mùa hoa. Mùa hoa bây giờ và mùa hoa Tết luôn đấy cô chú anh chị. Rất là nhiều những mặt hàng kg và những cái giỏ hàng lan thuần siêu rẻ. Những cây nhạn rừng nữa nhé cô chú anh chị nhé. Sơn thủy tiên nhạn rừng rất là nhiều những mặt hàng hôm nay. Giá siêu rẻ luôn này cô chú anh chị này.